là cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì chúng ta tiếp tục học lời Chúa chung với nhau. Và như anh em biết là tối hôm nay chúng ta đã đi học tới bài số 9 rồi. Bài số 9 là sáu vùng chiến thuật. Có nhiều người mới nghe chữ sáu vùng chiến thuật nói một xưa chỉ có bốn vùng chiến thuật chứ làm gì có sáu vùng chiến thuật. Bốn vùng chiến thuật đó là thời xưa miền Nam Việt Nam thời xưa thì mới chia ra làm bốn cái khu vực hay là bốn cái quân khu á, thì ta gọi là bốn vùng chiến thuật, nhưng mà cái sáu vùng chiến thuật này nó chẳng liên quan gì tới cái bốn vùng chiến thuật ngày xưa cả. Tối hôm nay thì mình sẽ đi tiếp tục cái phần còn lại của cái phần có thể gọi là cái phần lý thuyết á, để tuần sau thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần những hướng dẫn căn bản khi anh chị em có thể thực hiện cầu nguyện giải cứu cho chính mình hoặc là cho người khác. Khi học cái loạt bài này thì nhiều con dân Chúa, nhiều con tớ Chúa vẫn thích cái kiểu là ngay và luôn. Ngay và luôn có nghĩa là sao? Tức là ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề. Thí dụ như là khi các bạn học hoặc là các bạn thích là gì? Làm thế nào để đuổi quỷ? Hay là đâu là các cái bước căn bản để cầu nguyện giải cứu cho một người? Nhưng mà cái kiểu bài học như vậy đó, tôi nói với anh xem là trên YouTube cũng có, anh xem có thể tìm kiếm ở trên đó. Còn ở đây thì chúng ta không có học theo cái kiểu đó, thì chúng ta cố gắng là lập một cái nền tảng đức tin vững chắc ở trên lời của Chúa, và bởi cái đức tin đó thì chúng ta sẽ thực thi cái sự ủy thác của Chúa mà Chúa đã trao cho tôi và anh em, tức là đi ra giải cứu những người bị tà ma hãm áp. Cái cụm từ mà bị tà ma hãm áp hay là bị quỷ ám đó anh xem là cái cụm từ chung, nó chỉ ba cái mức, đúng không? Ba cái mức độ nhiễm tà trong tiếng Hy Lạp gọi là demonizomai đó, hay là trong tiếng Anh là demonize. Ba cái mức độ đó là ám ảnh nè, áp chế nè, chiếm hữu. Lý do mà một số tôi con Chúa ngày hôm nay vẫn còn chống đối, vẫn còn công kích, vẫn còn khước từ cái lẽ thật về sự giải cứu, đặc biệt là giải cứu cho những người mà đã tin nhận Chúa Giêsu á, là vì họ tưởng rằng là hãy nói tới quỷ ám có nghĩa là bị chiếm hữu thôi. Nhưng mà thực ra thì nó có ba cái mức độ anh xem chúng ta đã học rồi đó: ám ảnh, rồi áp chế và chiếm hữu. Ám ảnh là khi mà ma quỷ nó mướn lời cho chúng ta, nó gieo rất những hình ảnh, những tư tưởng trong chúng ta. Rồi áp chế nó là có lúc thì nó kiểm soát cái người mà nạn nhân đó, nhưng mà không phải lúc nào cũng có. Còn cái mà chiếm hữu là coi như cái người đã bị điên một rồi. Nhưng nhiều người cứ đánh đồng cái chuyện là quỷ ám có nghĩa là chiếm hữu, cho nên họ cứ khăng khăng là người tin Chúa thì không thể bị như vậy. Cái tình trạng mà cơ đốc nhân bị ma quỷ chiếm hữu là rất rất ít anh xem, thậm chí là có thể nói là không có, đúng như vậy đấy. Nhưng mà ở cái mức độ ám ảnh với cái mức độ áp chế đó thì không ít là nghe. Cho nên là tôi muốn nói với nhiều anh xem, những vị mà còn chưa có gọi là thông suốt lắm với cái chuyện mà giải cứu đối với cái người tin Chúa đó, thì có thể quý vị là không có gặp rắc rối gì liên quan đến tà ma trong cái hôn nhân, trong cái sức khỏe, trong công việc của quý vị, thì hãy cảm tạ Chúa vì cái điều đó. Nhưng đừng có lấy cái những gì mà mình có đó làm cái chuẩn mực để phán xét cách sân giận rằng là đã là người thật lòng tin Chúa Giêsu thì không thể bị nhiễm tà, không có thể bị ám ảnh hay là không thể bị áp chế gì đó. Bởi vì quý vị không có bị hành hạ bởi cái chuyện thủ dâm hay là đồng tính hay là ngoại tình hay là nghiện ngập hay là bệnh tật á, cho nên quý vị không thể hiểu được cái cảnh khổ của những người mà bị ma quỷ nó đầm buộc đâu. Và nếu quý vị là những người hầu Chúa thì đừng có phê phán những gì mà quý vị chưa có trải nghiệm. Tôi muốn nói với những đệ tớ Chúa, những vị đang đứng ở trong cái chức vụ, nếu chức vụ của quý vị mà kinh nghiệm được cái công tác giải cứu này thì tôi nghĩ là cái chức vụ của quý vị nó sẽ thay đổi cách ngoạn mục luôn, và bày chiên mà Chúa giao cho quý vị là sẽ rất rất được phước. Vì sao? Những cái nhu cầu chữa lành, cái nhu cầu giải cứu đó, được tự do khỏi cái sự hãm hấp của ma quỷ là một cái nhu cầu rất thật ở trong hội thánh của quý vị. Như vậy thì chúng ta đã học biết là có ba cái mức độ nhiễm tà, đúng không nào? Tức là ba cái mức độ là demonizomai, ám ảnh, áp chế và chiếm hữu. Rồi mình cũng học là có bảy con đường mà ma quỷ nó có thể xâm nhập vào một người, đúng không? Đường mô linh vô đó, cái bài bài số 3 đó là gồm có gì? Cái gốc gác gia đình là có liên quan đến cái hoạt động siêu linh huyền bí cùng các cái tôn giáo giả, đó là con đường thứ nhất. Con đường thứ hai là những ảnh hưởng tiêu cực,
khi còn ở trong cái thai kỳ, tức là khi còn ở trong bào thai. Thứ ba là những cái áp lực ở trong phần niên thiếu. Thứ tư là những cái cú sốc tâm lý hay là những áp lực dai dẳng về tâm lý. Cái con đường thứ năm là những cái hành vi hay là thói quen tội lỗi. Thì cái phần này là cái phần là thường là tình chúa rồi trong nó quỷ đây. Thứ sáu là bởi cái việc đặt tay của người khác, cũng là tình chúa rồi. Thứ bảy là những cái lần nó thiếu suy nghĩ hay là vô bổ. Rồi chúng ta cũng có học qua là chính cái hoạt động điển hình của ma quỷ tuần trước đó chúng ta đã học á, là gồm có gì? Cám dỗ nè, quấy rối nè, hành hạ này, ép buộc hay là áp lực nè, rồi bắt làm nô lệ nè, gây nghiện ngập nè, làm ô uế nè, lừa dối nè, và tấn công thân thể của chúng ta. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học biết 6 cái vùng chiến thuật, tức là 6 cái lĩnh vực chính của con người chúng ta, mà qua đó những tà linh tương ứng á, nó luôn tìm cách xâm nhập và chiếm giữ. Chúng ta xem một cái câu kinh thánh ở trong Châm Ngôn đoạn 25 câu số 28. Lời Chúa biết rằng là người nào không chế ngự lòng mình thì khác nào một cái thành đổ nát không tường lũy. Người nào không chế ngự lòng mình thì khác nào một cái thành đổ nát không tường lũy. Salomon ví cái nhân cách của một người như một cái thành phố đó anh xem, mà cái thành phố đó là không còn cái tường thành nào bảo vệ, tức là cái tường thành nó bị đổ nát. Mà một người như vậy đó, một người đó mà không có cái tường bảo vệ đó, thì đó là cái thành của nó. Thì như anh em biết là ví dụ như một người nghiện ma túy chẳng hạn, thì cái bức tường phòng thủ của họ đã bị phá đổ rồi, đã bị triệt hạ rồi. Thì mà nếu mà nó, cái tường phòng thủ đó mà nó bị triệt hạ rồi thì ma quỷ loại nào cỡ nào nó cũng có thể tự do ra vào hết đó, đúng không? Vì sao? Thì không có còn cái gì để bảo vệ người đó. Cho nên những cái người dạng đó đó, mà chỉ cầu nguyện giải cứu thôi là chưa có đủ anh xem. Họ cần phải trải qua một cái tiến trình phục hồi để tái thiết hay là để xây dựng lại cái bức tường phòng vệ thuộc linh. Thì cái tiến trình này đó, thì người ta hay gọi là hậu giải cứu đó. Thì cái tiến trình hậu giải cứu là thường nó kéo dài có khi vài tháng và thậm chí có khi vài năm. Cho nên là những cái trường hợp nghiện chẳng hạn, hay là những cái trường hợp mà bị tà ma nó hãm áp lâu ngày á, mà sau khi giải cứu không phải chỉ một cái lần cầu nguyện là coi như đủ đâu. Bởi vì cái giải cứu hay cái cơn giống như cái cơn nghiện nó nhanh lắm. Một lần cầu nguyện có thể mình giải cứu xong rồi, nhưng cái lâu dài là mình phải xây, tức là giúp người ta xây dựng lại cái bức tường phòng thủ ở bên trong á, bức tường thuộc linh phòng thủ bên trong. Bởi vì ma quỷ là nó đi rồi nó vẫn tìm cách nó quay trở lại. Cho nên cái hình ảnh mà thành phố đó là được dùng rất là rõ gì, nó giống như cái con người của chúng ta. Cho nên nhiều khi tôi và anh em chỉ tập trung vào cái việc là giải cứu, tức là đuổi kẻ thù ra, mà không có giúp cho người ta giữ vững được cái sự giải cứu. Chữa bệnh nó cũng giống như vậy đó anh xem. Cho nên có nhiều người là tối đó họ nhận rõ ràng là họ đang ngồi trên xe lăn, họ đứng vào đây được rõ ràng, chứ không phải ma thuật hay thông niên gì chứ. Nhưng mà qua ngày hôm sau bị lại, mà bị lại là bị nặng hơn á, chứ không phải bị nhẹ hơn đâu. Xin chúc cho tôi và anh em khi học, anh em cố gắng nhận lên được cái điều này. Cái đó là lý do mà tôi dạy rất là chậm, và tôi cố gắng là dàn trải ra xây dựng cái đức tin anh em trên cái nền tảng lời Chúa, để khi mà chúng ta bước đi đó, anh em giải cứu cho chính mình hoặc là cho người khác đó, anh em biết cách là giúp họ không chỉ nhận được sự giải cứu mà còn bảo vệ được cái sự giải cứu, không phải lần đó mà cho đến lâu dài. Và cái hình ảnh thành phố đó được dùng để ví sánh như thế này đó, nó cũng có thể áp dụng cho những người không bị nghiện anh xem. Không bị nghiện mình cũng có thể dùng cái hình ảnh đó. Mà như anh em biết là trong một cái thành phố đó, trong một cái thành phố lớn như Sài Gòn của mình đi, thì nó có gồm nhiều cái thành phần khác nhau, nên nhiều cái khu vực khác nhau đúng không? Nhiều cái thành phần dân cư khác nhau. Ví dụ như là ở ngoài quận nhất, ở ngoài thì nó gồm có những cái khu hành chánh hay là cái khu ngân hàng chẳng hạn. Rồi ở quận 5 hay quận 10 thì nó có bệnh viện, đúng không? Rồi nó có những cái đoạn đường, những cái con phố mà ở Sài Gòn là nổi tiếng về gái, rồi về BD chẳng hạn. Rồi có cái khu vực nổi tiếng về giang hồ như bên quận 4, hay là cái khu quận 5 này đông người Hoa. Rồi có những cái vùng như Bảy Hiền đó là đông người Quảng chẳng hạn. Thì vì có cái hình ảnh là chúng ta đang sử dụng ở đây là cái hình ảnh một cái thành phố, cho nên là trong cái con người chúng ta nó cũng có những cái khu vực giống này. Mỗi cái khu vực nó có một cái đặc thù riêng, và tương ứng với nó đó, tương ứng với nó là những cái tà linh. Nếu tôi và anh em không bảo vệ là nó sẽ về. Thì tối nay đó mình sẽ là
phát họa ra 6 cái lĩnh vực chính của chúng ta trong cái con người mình á, mà ma quỷ mà tà linh, những cái tà linh tương ứng là nó luôn tìm cách xâm nhập và nó chiếm giữ. Cho nên mình đã học rồi nha, mình đã học là cái cách mà những cái con đường mà ma quỷ vào rồi đúng không? Mình học cái những cái hoạt động của nó rồi, tức là mình nhìn cái dấu vết của nó là mình sẽ nhận diện. Và bây giờ mình sẽ thấy để ý tới 6 cái lĩnh vực này. Nhớ là cái bài học được của chúng ta là trước hết ý, là cho ai? Cho mình trước. Những cái chuông điện thoại phải tắt nha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đi cái lĩnh vực đầu tiên, hay là cái vùng chiến thuật đầu tiên, cái tình cảm và thái độ. Trong tiếng Việt mình thì cái chữ mà emotion thì có thể dịch là cảm xúc, cũng có thể dịch là tình cảm. Cái lĩnh vực này của chúng ta thì hay bị tấn công bởi nhiều tà linh chứ không phải một tà linh. Mỗi một cái cảm xúc hay một cái thái độ tiêu cực của tôi và anh em đó, là nó có thể mở đường cho một cái con quỷ tương ứng. Hẳn như là không phải ai khi mà đùng đùng nổi giận hay là đột ngột sợ hãi thì nhất thiết là bị nhiễm tà liền, cũng không phải như vậy. Nhưng không có nhất thiết là một người mà họ đang cơn nổi giận đùng đùng hoặc là họ có chuyện nhờ đột ngột sợ hãi thì là bị ảnh hưởng bởi linh sợ hãi hay bởi linh giận dữ liền, không phải như vậy. Nhưng mà nếu như cái cảm xúc đó mà nó trở nên ám ảnh, nó cứ thường xuyên lặp đi lặp lại thì có thể là ma quỷ bắt đầu hoạt động rồi đó. Nhưng mà nhớ cái tuần trước mà mình học về cái chuyện mà gây rối đó, mình sẽ thấy. Và cái điểm đầu tiên mà anh em cần lưu ý là ma quỷ đó nó có cái xu hướng làm việc theo team, tức là theo bầy, theo bang, chứ nó không có làm việc một mình. Có cái này đặc biệt là như vậy đó. Cái cách điển hình là gì? Sẽ có một con, sẽ có một cái con quỷ đó, nó sẽ nhận cái nhiệm vụ là mở cửa và giữ cửa. Tức là một khi mà nó mở được cái cánh cửa rồi đúng không, là nó sẽ giữ đó cho cái đó bây giờ. Và cái con mà thông thường nhất ấy, nó làm cái nhiệm vụ mở cửa, anh chị biết đó là cái linh từ chối. Cái quỷ mà nó là đột nhập đầu tiên ấy, và nó sẽ giữ cái cánh cửa ra đó, cho người ta, cho cái đám của nó gọi là linh từ chối. Cái linh từ chối này nó có cái ý nghĩa là gì? Là cái người không được chào đón, tức là unwanted, tức là cái ví dụ như những đứa con ngoài ý muốn chẳng hạn, những đứa con không được yêu thương chẳng hạn, hay là những cái người thừa ở trong nhà chẳng hạn, những người mà không được xem quan trọng ở trong gia đình chẳng hạn. Mỗi một người được sinh ra là với một cái ước ao bẩm sinh sâu kín là gì, anh chị biết không? Là được yêu và được chấp nhận. Nhưng mà một khi mà cái điều đó nó không có đó, thì cái tấm lòng của cái người đó hay là của cái thai nhi nó bị thương tổn từ bên trong. Anh em còn nhớ cái ví dụ ở trong cái bài mà được mua linh vô đó. Tức là có cái trường hợp là người mẹ đó không muốn có cái đứa con trong bụng vì cô là bị bồ bỏ, hoặc là có những cái đứa trẻ nó sinh nó lúc nó còn trong thai trong bụng mẹ thôi, nó không được cha mẹ chào đón là bởi vì không có đúng giới tính, hoặc là nó vỡ kế hoạch, nó là một cái dạng vỡ kế hoạch. Có thể là hoặc là cha mẹ không có thương đứa bé đó, hoặc là cha mẹ không biết bày tỏ cái tình yêu đối với cái đứa con của mình. Thì cái sự thương tổn đó mà chúng ta đã biết rồi, đó là ma quỷ nó có hai cái chỗ mà ma quỷ nó sinh vào, là một là cái thời điểm sơ hở nhất, và thứ hai là cái chỗ mà yếu đuối nhất. Thì cái thai nhi đó là cái lúc mà yếu đuối nhất của con người chúng ta, nó là dễ tấn công nhất. Cho nên khi cha mẹ mà không biết bày tỏ tình cảm, tình yêu của đối với con mình thì cái tình yêu mà không được bày tỏ thì nó cũng không có đáp ứng nhu cầu tình cảm của đứa trẻ. Hoặc là cái cảm giác bị từ chối đó, nó có thể đến bởi cái sự đổ vỡ cái mối quan hệ, chẳng hạn là cha mẹ ly dị chẳng hạn. Chúng ta đã học qua cái phần này, chúng ta biết rồi. Nhưng mà bất cứ nguyên nhân gì đi nữa đó, thì linh từ chối nó cũng có được cái lối vào cái đời sống của cái người đó từ lúc trẻ. Cho nên xin anh chị em lưu ý đời sống của anh chị em là trước hết đó, anh sẽ phải lưu ý chuyện này trước hết. Bởi vì cái thằng mở cửa là nó là cái thằng mở cửa nhiều nhất cho nhiều cái loại linh khác. Cho nên nhiều khi anh xem ra đời là một cái đứa trẻ không thừa nhận, vô thừa nhận, hoặc là cha mẹ không muốn mình có, hoặc là thậm chí khi ra đời thì không có gì, nhưng mà trong gia đình anh em là cái đứa mà bị ghét bỏ nhất, mình không biết tại sao. Nhưng mà anh em để ý nè, có hai cái phản ứng khác nhau nó đối ngược với cái sự từ chối. Tức là
cái khi khi mà một cái đứa trẻ đó, hay một khi một người mà bị từ chối đó, thì nó có hai cái phản ứng khác nhau. Một là thụ động, hai là gây hấn tức là aggressive. Thì cái người phản ứng thụ động á thì họ sẽ gì, họ sẽ đầu hàng cái tình cảnh đó, tức là họ họ từ chối rồi, họ cam chịu rồi và họ sống suốt đầu với cái tình trạng đó. Nhưng mà càng ngày họ càng buồn bã hơn, họ khép kín hơn. Anh xem để ý có những người mà mình nhìn thấy cái dù họ ở trong cái cảnh trạng nào đi, dường như họ ở trong cái tình trạng buồn muôn thuở, tức là nhìn họ không có sức sống, họ cứ buồn triền miên ấy. Đó, thì rất là dễ để chúng ta nhận diện được điều này là họ bị từ chối mà họ không biết, tức là họ giống như là họ sẽ nghĩ gì, mặc dù tin Chúa nè, chứ chúng ta đừng nói người ngoài Chúa hay trong Chúa, họ nghĩ giống như là cái số phận, họ cam chịu. Rồi còn cái trường hợp kia, cái trường hợp mà gây hấn nhé, tức là cái phản ứng nữa, thì những người này họ sẽ không có chấp nhận cái chuyện đó, họ phản kháng lại, họ chống trả, họ sống với cái thái độ bất cần và càng ngày họ càng trở nên chai cứng. À, nó nói như vậy đó anh chị, khi bị từ chối là một trong hai cái nó sẽ xảy ra. Anh em có thể là không biết, là nhận biết là có quỷ hay không quỷ, nhưng mà anh em nhìn thấy cái cách phản ứng ấy là anh em cũng sẽ nhận dạng được phần nào. Rồi sau đó mình kết thiện hai ba cái mà bảy đường mà quỷ vô, rồi chính cái lĩnh vực mà quỷ hoạt động vân vân, chúng ta sẽ nhận dạng ra rất là. Nếu cái phản ứng của người ta đó mà đối với cái tình trạng chối bỏ hay từ chối là thụ động đó, thì qua cái cánh cửa đó, qua cái cánh cửa, cái cửa mà từ chối đó, một bầy quỷ nó sẽ che lắm vô người đó. Nhớ là một bầy nó luôn luôn làm việc và cả tăng. Nó gồm nè, tự thương hại. Nó gồm có cái linh tự thương hại. Thứ hai là cái linh cô độc. Thứ ba là khổ sở. Thứ tư là trầm uất. Tiếp theo là thất vọng. Và cuối cùng là tự tử. Anh chị em sẽ có gặp những con người mà họ nói luôn là họ nói toàn tiêu cực hết, họ không có cái gì mà họ nói tích cực hết, họ nhìn cái sự việc luôn luôn với cái màu xám, giống giống như mình nghĩ là cái mũi họ nhiều như là dưới ngón chân trong hai người này, tức là họ chỉ thấy toàn cái tiêu cực thôi, họ tự thương hại, sống trong cái tình trạng họ cô đơn, họ khép kín. Nhiều người cứ nghĩ là do những người đó bị thương tổn cuộc sống quá rồi, bây giờ họ không tin ai đó, kêu gọi là giống như là tôi thề tôi chẳng yêu ai vì người ta cứ phụ tôi hoài, nhưng mà thật ra là gì, họ đang giấu chính mình trong đó, họ bị lừa. Nhớ anh xem cái kết cục cuối cùng là vậy, là biết không, từ từ hầu hết các cái trường hợp tự tử là do ma quỷ nó xúi, không không phải là khi mà người ta đã tự tử rồi cái linh tự tử nó vô nha, không, nó sẽ vào trước đó để dồn người đó đến cái chỗ tự tử. Và anh em để ý điều này, ở trong nhà đó mà có một cái người tự tử rồi, cái linh nó chưa có đi ra khỏi đó đâu, nó sẽ tiếp tục ở đằng sau đó. Cho nên người mình thấy có cái gì giống như cái hu nè, trên cái dòng tàu đó, nó cái điều này nó hoàn toàn đúng với cái linh giết người anh chị, không tự tử là cái thụ động đúng không, còn giết người là chủ động. Nó cái linh giết người nó không có vào khi người ta phạm tội giết người đâu, mà nó vào trước đó để dồn người ta đến cái chỗ giết người. Khá nhớ rằng là trong Kinh Thánh á, trong Danh Nhất đoạn 3 câu 15 á, định nghĩa gì, giết người trước đấy là cái thái độ bên trong của chúng ta chứ không phải là cái hành động đâu, cái thái độ của mình, ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Cho nên khi một cái người nữ mà đã phá thai đó thì hầu như chắc chắn là có linh giết người, kể cả khi cái cô đó cũng không nhận thức được rằng cái việc nó giết người đi nữa, bởi vì phần lớn chúng ta sinh ra trong môi trường mà người ta chưa có nghĩ đó là giết người, cô đó chỉ chắc chắn là sẽ không được giải cứu cho đến khi mà cô xưng cái tội lỗi của ra mà cô thật lòng anh em, vì người ta không có nhận biết đó là giết người cho nên người ta không ăn năn, người ta ăn năn chỉ có khi nào mà phải ăn năn, bởi vì anh em biết không, chính cái tội lỗi đó, nói như một suy nghĩ mình cầm đó là chính cái tội lỗi đó là cái thức ăn nuôi nó, giống như ung thư mà nó có những cái thức ăn, cái đường và cái thứ là nuôi nó. Một trong những cái tội là tội gì, không hợp tướng là chuyện, cho nên trừ phi là
con bạn đang phải nhận ra cái được cái sai phạm của mình và thật là ăn năn trước mặt Chúa thì mình mới được giải cứu, chứ còn không là vô phước. Cái người phá thai thì hẳn như là có cái linh giết người rồi, nhưng mà cái người mà cho phép hoặc giúp cô đó phá thai cũng luôn, cũng bị luôn, chứ không phải chỉ có cô đó thôi. Tức là cái người mà đã mở cửa, cái người đã mở cửa cho cái linh giết người đó bước vào trong đời sống của mình, dù là phá thai hay là giúp người ta phá thai, thì anh em tưởng tượng những cái vị bác sĩ mà bị mà làm mổ mở phòng mạch mà phá thai kinh khiếp lắm, nó không phải một con mà ra một con. Đó là lý do mà người ngoài thì họ không biết, họ gọi quả báo, nhưng mà trong Chúa chúng ta biết là đến cái lúc là cái đám đó nó giết ở trong nhà đó, nên cái lúc là cái đám đó nó sẽ hành hại con cái của những người đó. Thì nói là chưa, nó giết người mình. Đó là phía thụ động nha. Còn ở phía ngược lại đó, nếu phản ứng của cái người ta đối với cái tình trạng bị từ chối là gây hấn đó, thì cái cánh cửa cũng sẽ được mở ra như một bầy quỷ, nhưng mà cái loại nó khác hơn. Đó là cái linh giận dữ nè, cái linh thù hận nè, cái linh phản nghịch hay là ngỗ nghịch nè, tà thuật, bạo lực, và cuối cùng là giết người. Anh em thấy ý rồi, đằng nào thì kết cục cũng là giết người. Thụ động là tự giết mình là tự tử, còn gây hấn là giết người khác. Anh em biết sao không? Quỷ mà. Một khi mà người ta đã mở lòng ra cho sự phản loạn rồi đó, thì có một điều rất đặc biệt là tiếp theo là những người đó sẽ mê bên tà thuật. Cho nên những cái đứa mà nó gọi là giang hồ rồi này, họ là mê tín bậc cố, nói vậy đó, nó là cái tánh tiếu nó phải xảy ra cái chuyện đó. Bởi vì trong Samuel thứ nhất là 15 câu 3 nói sự bội nghịch đó cũng đáng tội bằng sự tà thuật, sự cố chấp giống như tội trọng cũng là hiện tượng. Cho nên rất nhiều lời chứng từ những người mà nghiện ma túy được giải cứu đó, hay là những người mà từng vào tù ra khám đó, họ minh chứng cho cái điều đó. Họ minh chứng gì? Bị từ bỏ thì sẽ trở nên là gì? Thù hận. Thù hận là tới bạo lực. Bạo lực là tới giết người. Giết người hoặc là sẽ ở trong cái tình trạng là tà thuật. Hầu hết đó, những cái người mà nghiện và tội phạm đó, hầu hết là những người bị từ chối, bị bỏ rơi hay là bị ruồng bỏ anh chị. Và phần lớn thì họ đều bị lúc nhỏ. Lớn họ bị. Có những người bị bỏ rơi là giống như tuần trước chúng ta học là cha mẹ quan lo làm ăn, không có quan tâm gì đến con cái, cho nên nó tìm nơi ma túy hay là các cái loại chất gây nghiện khác như là một cái sự thay thế. Có thể anh chị em là cái đứa con vô thừa nhận, có thể anh chị em là cái đứa con ngoài ý muốn ở trong gia đình, có thể anh chị em là những đứa con trong gia đình mà cha mẹ ly dị hoặc là cha mẹ không có trách nhiệm, không có quan tâm đến con cái hoặc trong một cái gia đình trong con. Có thể anh chị em sinh ra với một cái khiếm khuyết gì đó trên thân thể, trên trí tuệ và bị cả nhà hấp thụ. Hãy kiểm tra lại xem nào, là anh chị em có những cái thái độ hoặc là tiêu cực hoặc là gây hấn không, và cái đó nó có lọt đi lọt lại không. Nếu có thì anh em đã thấy có cái dấu vết của nó vậy không? Nếu có là anh em đã thấy có cái dấu vết của những cái hoạt động của mình, hoặc là cái phía tiêu cực, hoặc là cái phía gây hấn. Xin Thánh Linh Đức Chúa Trời hướng dẫn mỗi một anh em trong cái bài học này, cũng như những anh em trong sẽ bỏ qua, hãy mạnh về, hãy sẵn sàng nhìn ra cái điều đó. Để vì tôi đang chuẩn bị anh em cho tất thảy, để rồi khi mà những cái bài học tới đó, anh em nắm lấy cái đặc quyền Chúa cho mình dạy học ránh buộc đạo cùng mọi quyền giảng lời Chúa cho nên anh em tự giải cứu cho chúng mình. Bởi vì như tôi nói lúc nãy đó, chiếm hữu là hầu như hiếm, cái người tin Chúa mà bị chiếm hữu là hiếm á, nhưng mà áp chế với ám ảnh là không ít đâu. Nhiều khi mình cứ nghĩ là cái bị mà điên khùng khùng ấy, mình mới không, cái loại kia mới ghê, không phải là lúc nào nó bị một người mà bị nhiễm tà đó, dù ở mức độ ám ảnh hay là áp chế, không phải lúc nào cũng trở nên điên dại man khùng khùng, không phải, rất bình thường. Anh em để ý cái bà cụ mà ở trong Luca đoạn 13 mà bà bị gù lưng không? Bà vẫn đi thờ phượng Chúa hàng tuần như vậy đó. Và ai cũng nghĩ là bà này bị tật thôi, tật nguyền thôi. Nhưng mà khi Chúa vào, thấy rồi Chúa
truyền phán thì Chúa nói gì? Cái bà này là bị ma quỷ đó, nó ám 18 năm không, không ấy, rồi mấy cái người mà đeo tay rồi cái thứ không có cái gì liên quan tới quỷ hết trơn á, cho nên nhiều khi tôi và anh em không có nhận ra cái điều này, nhưng mình cứ bằng lòng sống trong cái xiềng hung ác của nó, trong cái sự cầm buộc của ma quỷ mà mình không hề biết. Nhiều khi mình còn nhân ấy, mấy mục sư nó bậy đụng đâu nhìn thấy đâu thấy quỷ ra mà xin anh Đức Chúa Trời soi sáng tôi và anh em, bởi vì Chúa đến là để gì? Để quỷ phá công việc của ma quỷ và để giải phóng con người được tự do. Cho nên hãy kiểm tra lại anh chị, hãy kiểm tra lại cái cảm xúc ấy, cái thái độ hay là cái tình cảm của mình, xem thử là liệu cái lĩnh vực này nó có cái dấu vết hoạt động gì của ma quỷ trong đời sống mình không. Tiếp theo cái lĩnh vực thứ hai, tâm trí chắc chắn rằng là tâm trí là cái chiến trường chính của con người chúng ta. Và trong cái lĩnh vực này ấy, thì nó có một cái số linh điển hình. Thứ nhất là nghi ngờ, bởi vì nó liên quan tới cái tâm trí của chúng ta mà. Thì đầu tiên đó là nghi ngờ, linh nghi ngờ. Thứ hai là linh vô tính. Thứ ba, cái này hơi lạ nè, là cái linh nhầm lẫn, tức là hay lẫn lộn á. Thường thường những người già đó, nhiều khi mình nghĩ là những người già họ hay già là lẫn nè, không có những cái khác. Rồi cái linh hay quên, tức là quên không nhớ. Tiếp theo có cái loại này nữa là do dự, tức là không có quyết đoán. Tiếp theo là cái linh thỏa hiệp. Tiếp theo là cái linh là không có tin vào phép lạ hay là những chuyện siêu nhiên. Tiếp theo là mất trí. Cuối cùng là cái linh điên loạn. Điên loạn là sao anh em? Lúc đó biết là gì đó rồi, có nghĩa là chiếm hữu rồi đó. Thường á anh em biết không, thường là những cái người mà nương cậy nơi cái lý trí đó, tức là nương cậy nơi cái khả năng trí tuệ hay là trí óc của mình á, thì luôn rộng cửa cho cái nhóm này nó tấn công. Cho nên tôi nói anh xem, cái những cái người mà có học á, học cao á, tức là về tri thức mà cao á ngoài đời, thì thường thường họ gặp rất là khó khăn trong cái việc thứ nhất là nhìn nhận Đức Giêsu là cứu Chúa. Họ tin rằng Ngài là Chúa đó, nhưng mà nhìn nhận Đức Giêsu là chủ của họ là khó lắm ạ. Thứ hai, họ rất là khó tin một phép lạ quyền năng. Cho nên có nhiều người đó càng học á, càng trở nên vô tính. Cho nên nhiều người đi học trường ngành học càng lên cao chừng nào là rất là dễ, không còn cái lòng tin đơn sơ vào những gì Chúa nói nữa đâu. Mình ngồi lại, anh em mà học trường Kinh Thánh, nhưng có nhiều cái trường mà học xong mà trở nên vô tính luôn. Mình nghĩ là hồi xưa mất tin Chúa không biết gì, cho nên trong này nói gì cho mình tin y vậy. Mà sau này mình học mình biết rồi, mình thấy nhiều cái nó không phải vậy. Trong khi Chúa nói gì? Phải trở nên như con trẻ con nước thiên đàng. Cho nên không phải là cứ học trường ngành học là có nghĩa là trường ngành học cũng nhiều kiểu lắm à nghe. Cho nên xin Chúa cho anh chị em thấy, tôi muốn đưa ra cái ví dụ mà trong dòng bài lên đó, nó có hai cái, một là cái linh thỏa hiệp, hai là cái linh nghi ngờ. Thì có một cái người hầu việc Chúa, ông này rất là lịch sự, mềm mại, rất là hòa nhã. Ông hầu việc Chúa thuộc một cái hội thánh truyền thống. Ông đến cùng một mục sư để được tư vấn. Sau khi trò chuyện thì ông mục sư ông nói, tôi tin rằng là cái nan đề của ông là thỏa hiệp. Cái ông trả lời đúng là mục sư, anh thì luôn gặp rắc rối với cái, tức là ông không có bao giờ mà ông nói ra cái chính kiến của ông được, tức là ông luôn ông mình gọi giống như là bà phải á, à, nó giống vậy, tức là ông không có bao giờ ông dám nói yes hay là ông nói no hết đó á, ông cứ cái kiểu mà gọi là gió chiều làm thêm chiều đó, cho nên ông gặp rắc rối luôn. Ông không biết nói sao giữa cái ông lãnh đạo ở trong dưới, ông nói kiểu vừa vừa không. Nhưng mà khi ông nói là đúng là mục sư, tôi gặp rắc rối chuyện này, thì ông mục sư ông nói có thể có quỷ. Thì khi mà cầu nguyện giải cứu đó anh chị biết, cái tàn linh nó thể hiện nó quyền năng của nó kinh hoàng. Trong cái phòng việc của mục sư mà nó nắm cái ông đó,
nó quăng từ bên này qua bên này, nó quăng bên này, quăng mấy lần trước khi nó sụp ra. Cho nên có những cái thứ mà mình không bao giờ mình nghĩ nó là linh à, nhưng mà nó là như vậy đó. Bởi vì khi tôi và anh em mà không có để cho cái tâm trí mình được biến đổi bởi lời Chúa, tôi và anh em mình chịu hẳn vào cái sự khôn ngoan riêng tư, cái lý luận của mình rất là khó chúng ta đầu phục Chúa. Mà khi mà mình mà không đầu phục Chúa đó thì anh em biết là mình đang là cái cửa rất mở, rất là rộng cho cái nhóm vô tính đó. Cho nên ngày hôm nay anh em đừng có thấy lạ là tại sao có nhiều người tới Chúa mà họ có tin vào giáo kỳ thật lạ. Nhưng mà họ đâu năm họ nghĩ họ chịu rằng là họ đang bị tà ma nó kiểm soát, hoặc là nó đang ảnh hưởng, đúng không? Giờ chúng ta xem một cái trường hợp đó là cái linh lừa dối, cái linh nghi ngờ anh chị, cái linh nghi ngờ. À, có một cái câu chuyện như này. Có một cái vị đang theo học một cái chương trình tiến sĩ tâm học, đến tham gia một cái kỳ hội nghị về công tác giải cứu của một cái diễn giả. Thì ông ta có nghe biết về cái chức vụ của một vị mục sư diễn giả đó, liên quan tới cái chuyện giải cứu chữa bệnh. Nhưng mà trước khi đến cái hội nghị thì ông nói, ông thề rằng là để mọi người xem tôi đến sau là tôi về không có gì thay đổi được tôi đâu. Thì ông cũng đến tham dự cái kỳ hội nghị, ông tham dự hết rồi, ông cũng tận mắt chứng kiến những gì đã xảy ra trong kỳ hội nghị đó, là chỉ có làm giải cứu các thứ. Nhưng mà đúng như ông nguyện sao ông y vậy, ông ra về đúng y như lúc đấy. Nhưng mà đang khi trên đường trở về lại trường học á, thì ông kể là ông bị đau đầu một cách khủng khiếp, ông tưởng là đau đến độ ông tưởng chết đi được. Do ông kêu cầu với Chúa và Chúa tỏ cho ông biết là đó là linh nghi ngờ nó đang hành động. Và thậm chí nữa là Chúa tỏ cho ông biết luôn là cái linh nó vào trong ông lúc nào đấy. Hay là cái lần đó mà khi ông vừa mới tin Chúa đó, thì có mấy đứa bạn học nó trêu, từ kiểu như là nó nhậu ông ấy, nó hỏi là ê mày thật sự tin rằng là Chúa Giêsu là có thể là nuôi 5.000 người và bằng 5 cái bánh với 2 cá. Thì lúc đó anh không có, nếu mà phải gì mà anh nói ừ tôi tin vậy đó thì nhưng mà anh không có tin, mà anh không có chắc lắm, cho nên anh nói cho dù là Chúa Giêsu có thật sự làm chuyện đó hay không, làm chuyện đó gì nữa nó cũng không có quan trọng, cái chuyện đó nó không ảnh hưởng gì tới đức tin của tao được hết. Nhưng mà khi mà Chúa tỏ cho ông biết đó, thì ông mới nhận ra rằng là chính cái câu nói đó mở cửa cho cái linh nghi ngờ đúng không? Trong cái cơn đau đớn như vậy, ông cầu nguyện, ông xin Chúa giải cứu ông. Và anh em biết không, ông kể lại là ông cảm nhận là cái linh đó nó ra, nó xuất ra đó qua cái lỗ tai trái của ông. Và ngay lập tức ông quay sang cái người bên, cái người trên máy bay mà ông ngồi, cái bà sát lạ đó, ông biết bà ngồi bên cạnh ông quay qua, ông nói liền, ông nói là tôi tin rằng là Đức Chúa Giêsu đã nuôi 5.000 người bằng 5 cái bánh với lại 2 con cá. Tự nhiên ông bảo miệng đó, nhưng mà thật ra là ông hành động theo một cái nguyên tắc thuộc linh rất là sống động, anh em biết không? Nếu tôi và anh em đã mở cửa cho ma quỷ nó vào trong đời sống của mình bằng cái việc nói bậy, tức là nói một cái gì đó sai trật ngược lại với này á, thì tôi và anh em cần phải hủy bỏ cái điều sai trật đó bằng cái gì? Bằng cái việc nói lại bằng cái điều đúng. Anh em nhớ lại cái câu chuyện mà Phi-rơ đã chối Chúa 3 lần không? Khi Chúa sống lại thì Chúa hướng dẫn Phi-rơ thu hồi cái sự từ chối đó, rút lại cái điều đó bằng 3 lần xưng nhận làm gì? Con yêu Ngài. Cho nên khi mà tôi và anh em đã nói một cái gì đó sai, tức là sẽ có những cái lúc nào đó mà mình nói ngược lại với anh em, thì tôi và anh em cần phải rút lại cái điều đó, rút lại cái chuyện nói bậy đó bằng cái cách gì? Nói đúng. Xin Chúa chỉ cho tôi và anh em thấy cái điều này. Đó là cái thách thức đó, đúng không anh chị em? Rồi mình sẽ đi tiếp vào cái lĩnh vực thứ ba. Nhớ là không chỉ là cái tình cảm hay là cái thái độ của mình, không chỉ là cái tâm trí của mình, cái lĩnh vực thứ ba của chúng ta cũng mà ma quỷ nó cũng nhắm vào và nó kiểm soát, tìm cách kiểm soát, đó là cái lưỡi của mình hay là cái lời nói của chúng ta. Trong cái trường hợp mà có cái linh lừa dối đó, anh chị em biết là trong cái trường hợp mà cái lưỡi này là thật sự là linh lừa dối, nó làm việc rất là rõ. Nếu như tâm trí là nó có nhiều cái thứ, nhiều cái loại linh,
nhưng mà cái lưỡi đó là linh lừa dối. Linh lừa dối thì thật sự nó có thể hoạt động ở trong cái hoặc trong cái tâm trí, tức là nó có thể nói dối với cái tâm trí của chúng ta, nhưng nó đồng thời nó cũng có thể nói, nó có thể kiểm soát cái miệng mình nói ra. Tôi đưa ra hai cái ví dụ ở trong cái dàn bài đó. Cái ví dụ thứ nhất là có cái bà kia bà đến gặp một mục sư và than rằng là 6 tháng này tôi đi khắp nơi để được cứu mà không có nhận được. Tức là cái bà đó muốn tin nhận Chúa, bà muốn được cứu rỗi mà bà đi khắp nơi rồi bà không nhận được. Đó, mục sư hỏi với cái bà đi những đâu, bà kể là một loạt những cái hậu thánh mà bà đi bà tham dự trong 6 tháng qua đó. Thì ông nghe xong nói, ủa đây là toàn những hội thánh chánh giáo, còn tới là cái hội thánh đúng đắn á, cái hội thánh mà dạy dỗ đúng theo kinh thánh á. Nhưng mà khi ông mục sư ông hỏi sao ông nghe rồi, ông nhận ra được vấn đề à. Ông nói vậy đó, ông không nói thêm gì nữa. Ông cầu nguyện thầm, ông dành Chúa Jesus Christ, ông cầu trói cái linh lừa dối là cái tà linh mà nói với bà rằng là Chúa không yêu bà và bà không thể nào được cứu. Sau khi ông nhân nhà Chúa cầu trói xong thì anh em biết rồi, ông hướng dẫn bằng một cái lời cầu nguyện rất là đơn sơ, thì ngay lập tức bà nhận được cái sự bảo đảm về cái sự cứu rỗi ở trong tâm linh của mình mà suốt 6 tháng qua bà không. Cho nên ở cái chỗ này tôi nói với anh em là cái thẩm quyền trói và mở đó đã được vị mục sư này sử dụng. Đây là một công cụ rất là quan trọng mà anh em cần phải biết trong cái khi mà xử lý với tà ma. Chúa Giêsu đề cập ở trong Ma-thi-ơ 12 câu 9 như này: làm thế nào mà người ta có thể vào nhà một người có sức mạnh để cướp tài sản nếu trước hết không trói người ấy lại? Phải trói người ấy lại rồi mới cướp nhà người được. Tức là ở đây là nguyên tắc là trói kẻ mạnh sức ra anh chị. Nếu có một bầy mà thật sự là quỷ thì nó hay thường làm việc theo một băng như tôi nói nãy, thì cái kẻ mạnh sức tức là cái thằng cầm đầu đó, cái con cầm đầu đó, cái con mà gọi là cái ông mà có sức mạnh đó đó, cái con này là nó sẽ kiểm soát và nó cai trị cái số còn lại. Và thay cho các thầy tớ Chúa mà chuyên cầu nguyện giải cứu đó thì cái con cầm đầu này thường nó ra mặt trước hết, đại ca mà nó sẽ ra mặt trước hết. Nhưng mà anh em cũng đừng phải nhớ này, đừng có quên, dù gì thì gì nhưng mà cái bản chất con ma quỷ là nó dối trá, cho nên đừng có mắc lừa nó bởi cái cách nó xưng hô. Một sinh viên cầm nó là nhiều khi nó ra nó nói nó cả bầy nhưng mà thật ra nó có một con học à, nhưng mà nó dễ dàng đủ trọi, nó đuổi nó ra rồi nó còn xuất hiện lại, nó kêu nó còn con nữa con, nhưng mà thật ra có nhiều khi có một con học à. Nhưng mà có những cái trường hợp thì mình nghĩ, suy nghĩ thường tình là mình nghĩ là cái con yếu nhất sẽ xuất hiện trước, kiểu lính láng ra mặt trước, không, không phải vậy. Trong cái giải cứu này là cái ông mà đầu tiên xuất hiện đó là cái thằng cầm đầu. Anh em nhớ cái thằng lúc nãy cái thằng mở cửa rồi. Trong Ma-thi-ơ 18:18 á, Chúa Giê-xu cũng trao cho chúng ta là những môn đệ của Chúa cái quyền trói và mở. Thật ta bảo các con, hễ điều gì các con buộc ở dưới đất cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì các con mở ở dưới đất cũng sẽ mở ở trên trời. Cho nên cái thẩm quyền mà trói và buộc này, trói và mở này là Chúa đã trao cho con và anh em rồi. Chúng ta sẽ trở lại với cái này rất là nhiều khi những cái bài học về sau này khi chúng ta thực hiện. Và xin anh em phải nhớ được cái thẩm quyền đó, tức là mình phải nhớ cái quy quyền của Chúa cho mình ở trên ma quỷ để khi thực hiện. Thì anh chị em biết không? Cái trường hợp của bà này là linh nói dối, nó nói với cái tâm trí của bà. Nhưng mà có những trường hợp khác là cái linh nói dối này nó có thể nói qua miệng của người ta. Chẳng hạn là có những người họ bị ép buộc, họ cảm thấy bị thúc ép và phải nói dối anh chị. Nhưng mà anh em nhớ này, thường là những người bị thúc ép hay là bị buộc phải nói dối đó, họ không nhận biết rằng là cái linh nói dối đang ở trong họ đó nha. Và thậm chí là họ cũng không biết mà khi nào họ nói dối nữa. Chúng ta đang sống trong cái xã hội ngày hôm nay là đang cái thời đại mà nói dối như có thiệt. Nhiều khi mình chàng ở nói dối lần lâu vậy mà sao nó nói được mà không ngưỡng miệng đấy. Anh em hiểu, anh em gặp những cái trường hợp có thể nói là những người làm chính trị, có thể là những dân buôn bán này nè. Nó nói mà mình á, chàng nó nói vậy mà sao nó không ngưỡng miệng nha. Nó nói gì mà nó không mắc cỡ luôn á. Anh em biết sao? Quỷ mà. Nếu cái thứ
đi lặp lại hoài á là không phải là người nữa rồi. Cái linh lừa dối nó ở trong đó, mà nó ở trong đó rồi ấy, họ cũng không biết luôn. Đó mới là vấn đề đó. Cho nên tại sao mình thấy sao có nhiều tay nó giấu nó nói, ai cũng biết rồi. Mà nó làm thì nó không có, nó giống như nó thiệt ấy. Nó bị kiểm soát rồi nó không được. Nên nếu nó biết là nó đâu còn ở trong cảnh đó. Cho nên có cái trường hợp là có một cái vị doanh nhân cơ đốc trẻ, phải nói là nhiều người gọi là giống như là có tài, đến thăm một cặp vợ chồng sư và anh nói chuyện mà phải nói có khẩu tài, nói rất là hấp dẫn, nhưng mà nói một khùi tự nhiên ông mục sư cũng nói sao biết cái này có thiệt không, tức là nói thâu thâu bất tuyệt, nói mà hay lắm, nói hấp dẫn, nhưng mà tự nhiên ông mục sư cũng cảm nhận là có cái gì đó nó không có thiệt. Mà ảnh cũng không biết là ảnh đang nói không thiệt luôn. Thì sau này ông mục sư cũng khám phá ra là cái anh này là ảnh vốn là trẻ mồ côi, được một cái gia đình giàu có về nhận về làm con nuôi. Cho nên mà cái vì vì kỳ ảnh là cái gia đình nó không có con cho nên nhận ảnh làm con, cho nên là họ kỳ vọng nó ảnh rất là nhiều và họ không tiếc gì nó ảnh ấy. Mà ảnh đi học rồi cái lần đầu tiên á mà ảnh bắt đầu ảnh ra hoàn cảnh này là vì ảnh biết là cha mẹ nuôi là kỳ vọng nên ảnh rất là nhiều, cho nên là có những lúc mà ảnh học cái ảnh không có đạt kết quả tốt á thì ảnh bắt đầu dối rồi đó. Anh giấu nhận, tức là về anh báo cáo là kết quả như này như vậy. Đến một lúc nào thì cái linh là giấu nhưng mà nó kiểm soát cái này. Giờ nói riết mà mình gọi giống như nói là quen ấy, nhưng mà thật ra là cái linh là giấu, nó kiểm soát cái lưỡi và hoạt động. Cho nên cái người mà bị buộc nói dối kiểu này là họ đang bị linh lừa dối kiểm soát. Họ dối gạt người khác rồi họ cũng dối gạt chính họ luôn. Thậm chí mà người ta nói này nè anh xem, cái những cái anh này đưa vô cái máy mà cái gọi là kiểm tra nói dối, phát hiện nói dối, anh cũng pass luôn, tức là không có bị phát hiện luôn, không bị phát hiện luôn á. Thì trong cái lĩnh vực hay cái vùng chiến thuật này, tức là cái miệng, cái lỗ miệng hay cái lời nói nè anh xem, ngoài cái ông linh lừa dối này, nó còn có một cái nhóm khác, nhóm linh khác, đó là cái phóng đại, mình hay gọi là ngổ đó. Cái nhóm cái thứ hai nữa là cái linh mà ngồi lên đôi mắt, tức là nói hành hay nói xấu. Thứ ba là cái linh chỉ trích, tức là phê phán và lên án. Và cuối cùng là vu khống. Cuối cùng là một, tức là nó sử dụng cái lưỡi, cái miệng của người ta. Cho nên anh chị em hết sức cẩn trọng á. Cho nên nhiều khi mình bị là tác động bởi nó, tức là mình bị nhiễm rồi, mình bị nhiễm linh rồi đó mà mình không hề biết chút nào luôn. Cho nên anh em thấy sức cẩn trọng, chứ không phải là cái chuyện miệng lưỡi mình đâu. Chúng ta đang học cái loạt bài là thánh giữa đời thường, nó đang động tới chuyện này, nhưng mà mình chỉ thuần túy là nhìn ở cái khía cạnh là gì, là cái lối sống cũ thôi. Nhưng mà nếu mà một khi mà nó đã nhiễm tà anh xem, là mình không có thể nồi nó tốt gì người khác được, mình chỉ nói xấu thôi. Mình không có bao giờ khen người khác được, mình lúc nào mình cũng nhìn thấy cái điểm khuyết của người ta, cái tối của người ta để mình lên án, mình phê phán thôi. Và rồi tới mức độ là gì? Mình vu oan giá họa cho người ta. Cái mục tiêu mà đặc biệt ấy, của cái linh phóng đại hay là nổ đó anh chị em biết à? Cái mục tiêu đặc biệt của nó anh em biết ai? Là những người làm công tác truyền giáo. Phải khai trình báo cáo mà. Những người mà họ phải chịu trách nhiệm là khai trình báo cáo để nhận cái sự hỗ trợ đó rất dễ. Còn hai cái con quỷ kia, mà cái con mình nói hành với cái con mình chỉ trích ấy, là thật ra trong hội thánh này, nếu toàn anh em tỉnh táo thì có khi nào anh em ngồi chung với một nhóm cái đông nhân mà mình nghe họ toàn nói xấu, nói xấu người này người kia, mà thánh nói xấu mang lãnh đạo đồ này nọ, anh em đừng có tiếp xúc lại. Nghe cái đó thì tôi thường khuyên anh em nói gì, tôi không phải là công nhân vệ sinh, còn anh em phải cặp đừng có để nó ô nhiễm trong tấu là gì vậy.
Anh chị em có ai nghe những cái tiếng nói ngược với lời Chúa ở trong mặt tâm trí mình không? Anh em có nhận thấy mình có cái thói quen nào mà liệt kê bên trên, tức là nói dối này, nói phóng đại tức là nổ này, nói hành tức là nói xấu này, thì chỉ trích thì vu khống người khác. Mình nói anh em, cái lưỡi của chúng ta đó, Kinh Thánh ví là những cái bánh lái, tức là những cái vô lăng của cái chiếc tàu biển đó. Cái đó là cái công cụ định hướng của cái con tàu á. Điều gì sẽ xảy ra cho tôi và anh em khi cái kẻ cướp giết và hủy diệt nó đang điều khiển cái bánh lái này? Tự hiểu ha, nó vậy đó anh chị em. Cho nên nhiều khi tôi và anh em không có để ý đâu, nhiều khi mình nghĩ một cái nốt á, tôi đảm bảo rằng á, nhưng mà cảm động nó nắm cái lưỡi mình rồi. Cho nên nhiều người mà anh em ngồi nghe họ nói tự nhiên mình thấy gì không được cái gì mà mình nghe. Anh em có thể không nhận ra được là quỷ hay không quỷ rồi, tự nhiên anh em nghe họ nói nó làm sao ấy, nó không có một cái sự sống nào, nó toàn định tội, nó toàn định nghe sao nó tự nhiên mà cái tinh thần mình đang hơi hồ hởi mắc cỡ, tự nhiên nhìn như nó sụp xuống ấy. Đừng có để ma quỷ nó chiếm hữu cái vùng chiến thuật này. Rồi thứ tư, tình dục. Cái này thì dễ nhận ra hơn. Nhiều công dân Chúa thì luôn xem tình dục là ô uế, là gọi là dung tục cố hữu rồi. Thậm chí là họ cảm thấy ngượng, cảm thấy xấu hổ là khi nghĩ về chuyện đó, chứ đừng có nói tới cái chuyện mà nói là cái công khai. Nhưng mà đó không phải là cái thái độ đúng đó của Kinh Thánh nha. Đức Chúa Trời tạo nên Adam và Eva là những hữu thể có tính dục. Rồi sau đó thì Chúa tuyên bố gì? Mọi điều mà Chúa tạo dựng nên là rất tốt lành. Mấy cái lần trước ấy, Chúa tạo dựng nên là Chúa nói gì? Good. Nhưng mà sau khi mình sao phải xem thấy lại, Chúa nó là very good, đó là rất tốt lành. Trong Sáng Thế Ký 1:1 có nói được đó. Như vậy thì rõ ràng là cái mọi điều mà Chúa tạo dựng nên rất tốt lành, mà trong đó có tình dục á. Cái sự thôi thúc về tình dục hay tính dục ở trong con người là nó rất mạnh mẽ. Nhưng mà anh em phải để ý, cái tình dục cũng chính là cái mục tiêu tấn công chính của Satan. Nói chính xác hơn là tình dục là cái mục tiêu tấn công chính của cái linh dâm loạn đó. Thường thường nếu anh em nghe những cái tài liệu khác hoặc các người tới chú khác, họ sẽ dùng cái linh tà dâm. Nhưng mà nếu có linh tà dâm thì nó hẹp lắm, nó không có khái quát hóa cái điều này. Cho nên tôi dùng cái từ là dâm loạn đó. Anh em biết là mà quỷ nó biết là một khi mà nó nắm được cái quyền kiểm soát cái lĩnh vực tình dục của chúng ta đó, thì nó sẽ có một cái công cụ đầy quyền năng để tác động lên mọi hành vi thuộc các lĩnh vực khác của chúng ta. Mọi cái hình thức lệch lạc sai trật về tình dục đều là hậu quả những áp lực từ ma quỷ anh chị. Nó bao gồm gì? Thủ dâm nè, khiêu dâm nè, gian dâm hay là thông dâm nè, ngoại tình nè, đồng tính dâm. Người đời thì họ gọi là đồng tính luyến ái, chẳng có ái gì cả, đồng tính dâm. Cùng các cái kiểu mà tình dục sai trật lại là khác ấy. Phaolô nói ở trong Ephesians 5:12 này, vì dù chỉ nói đến những điều họ làm cách lén lút cũng đã xấu hổ. Có những cái con đường mà linh dâm loạn nó có thể xâm nhập vào một người, chẳng hạn như là vào cái thời điểm người đó còn ở trong bào thai. Tôi có một cái lần chứng này, có một cô tín đồ đó, thực ra là cổ là chấp sự, một là nhân sự trong hội thánh, hướng dẫn được em được tốt. Nhưng mà rồi sau này cổ có gia đình, mà nọ thì cổ đến nhờ một sự cầu nguyện, nhờ một sự cầu nguyện và xin nhận rằng là cổ đã hai lần phạm tội ngoại tình. Rồi cổ cảm thấy đau đớn về cái chuyện đó, cổ ăn năn. Nếu mà một lần á thì không nói, nhưng mà tới lần thứ hai thì nó là một cái chuyện khác. Và sau đó thì khi cầu nguyện giải cứu rồi thì phát hiện được là cái linh ngoại tình, cái linh dâm loạn là tôi gọi chung cho tất cả các cái linh ngoại tình đó, nó đến trong cái cô này. Mà phát hiện ra là khi mà mẹ cô mang bầu, cô là ông cha ông đi gặp một người cái mình nhớ cái hình ảnh là cái những cái tác động là trên cái thai kỳ, tức là thời kỳ mà nó đứa trẻ mình đó trong mang thai nó rất là dễ, lúc đó thời điểm đó là thời điểm dễ tấn công. Nó như vậy á, và nó ảnh hưởng
thì cái vào cái thời điểm mà một người trong bào thai là dễ tấn công không? Cái trường hợp thứ hai là những cái đứa con mà sinh ngoài giá thú đó thì thường nó có sẵn cái linh thông dâm hay là gian dâm, bởi vì nó sinh ra trong tội lỗi thì cái linh nó làm áp lực trên cái đứa trẻ, và khi nó lớn lên đó, là nó sẽ phạm lại đúng cái tội mà cha mẹ nó đã phạm. Anh em nhớ cái một trong những cái hoạt động của ma quỷ là ép buộc hay là áp lực. Anh chị em có nhận thấy cái dấu hiệu gì về hoạt động của ma quỷ trong cái lĩnh vực tình dục của mình không? Có những cái ham muốn tình dục sai trọc nào đang hung đốt đang, hay là đang thôi thúc trong anh chị em hết lần này đến lần khác không? Có thể anh em không có phạm, có thể anh em cải ơn Chúa giữ mình được, nhưng mà dường như cái nó có một cái sự hung đốt trong lòng mình muốn phạm những cái tội đó. Anh em có cảm thấy bị thúc ép phải thủ dâm hay là cái quan hệ với người đồng giới không? Không ai biết chuyện này đó, chỉ có chính mình mới biết. Và nhiều người đang ở trong cái tình trạng bị ma quỷ nó hành hạ vì cái hành vi tình dục của mình làm. Hãy nhận biết cái vấn đề đó anh chị em. Và như tôi nói ở cái bài học trước là cái khởi đầu để được giải cứu là mình phải nhìn nhận, tức là mình phải nhìn nhận là mình đang ở trong cái tình trạng đó, tức là mình phải sinh nó ra, chứ còn không sinh nó ra không có cách nào mà giải cứu được. Như vậy thì anh em thấy cái vấn đề cảm xúc hay là cái thái độ là cái lĩnh vực thứ nhất, hay là cái vùng chiến thuật thứ nhất. Thứ hai là tâm trí, thứ ba là lời nói, đúng không? Thứ tư là tình dục, thứ năm cái lĩnh vực thứ năm đó là cái bụng. Cái này là nhiều người không có để ý đâu, cái chuyện ăn uống. Đây cũng là một cái lĩnh vực hay là một cái chiến trường mà ma quỷ muốn kiểm soát này. Mà phần đầu đây con dân Chúa xem cái chuyện ăn hay uống là thuần tí chỉ là tự nhiên thôi, chứ mình không có bao giờ phải xem nó có giá trị thuộc linh. Giống như bài học trước mà tôi nói có cái người mà nghiện ăn nghiện uống, nhớ nhỉ? Lưu ý là ma quỷ nó chỉ tấn công một cái chỗ yếu nhất và cái thời điểm sơ hở nhất, cái lĩnh vực mà mình không bao giờ nghĩ là ma quỷ nó đụng đến, thì đó là cái chỗ sơ hở nhất vậy. Mặc dù con dân Chúa ngày hôm nay là không có xem cái chuyện ăn với uống là nó có giá trị thuộc linh, nhưng mà Kinh Thánh Tân Ước ấy thì lại xem những cái hoạt động ăn uống này là những cái thành tố quan trọng trong cái lối sống cơ đốc anh chị. Trong câu đoạn 2 câu 46 câu 7 mô tả cái sinh hoạt của hội thánh đầu tiên, ngày nào họ cũng chuyên tâm đến đền thờ và từ nhà này đến nhà khác họ bẻ bánh và dùng bữa cùng nhau với lòng vui vẻ chân thành ca ngợi Đức Chúa Trời và được ơn trước mặt mọi người. Mỗi ngày Chúa thêm số người được cứu vào hội thánh. Họ ăn uống mà khiến người ta tin Chúa, họ ăn uống mà khiến người ta được cứu. Còn tôi và anh em ngày hôm nay thì sao? Cái vụ ăn uống của mình là khiến người ta đến gần Chúa hay là đẩy người ta xa Chúa hay là khiến người ta dửng dưng với Chúa? Sứ đồ Phaolô cũng nói ở trong câu thứ nhất đoạn 10 câu 31 đến câu 33 là vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay làm sự chi khác hay vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm, đừng làm gương xấu cho người Giu-đa, người Greek hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình nhưng cho phần nhiều người để họ được cứu. Anh em còn nhớ cái ví dụ mà ở trong bài học trước, cái người phụ nữ mà bị chồng phụ á, là trở nên tham ăn rồi mở cửa cho cái linh tham ăn nó bước vào kiểm soát không? Tôi nói anh em này, vì cái mục đích của ma quỷ á, dù là cái linh gì đi nữa thì cũng là cướp, giết và hủy diệt. Nên một khi mà chúng đã vào á thì nạn nhân kiểu gì cũng bị hãm hại đến mức hết sức có thể. Cũng giống như cái lưỡi, cũng giống như là lưỡi hay là tâm trí hay là cảm xúc hay là thái độ hay là tình dục, hãy quỷ vô dầu là kiểu gì đó cũng làm hại. Rất là dễ thấy, nhận thấy cái tiến trình mà cái linh tham ăn á. Một khi ăn nhiều thì sao? Tôi chỉ nói thuần túy là anh em sẽ nhận là nó sẽ tăng cân đúng không? Béo phì rồi gì nữa, nó bệnh tật thấy huyết áp này, mỡ máu này, tim mạch này, tiểu đường này, khớp này, tức là một bầy quỷ
một bầy linh bệnh tật đó, nó kéo vô nó hành hạ khổ chủ. Cho nên nhiều người là không, tôi biết chắc là cái lĩnh vực này là không có ai mà nghĩ rằng là ma quỷ nó muốn kiểm soát. Nhưng mà kỳ thật đó là cái chỗ dễ xâm nhập nhất. Uống cũng vậy thôi, như tuần trước tôi có nói đó, Coca-Cola nè, bầu hút nè, cà phê hay trà, đó là những cái chất mà có thể gây nghiện. Mà một khi đã nghiện á thì sao? Tác động lên sức khỏe rồi. Để mình có quay là một trong những cái hoạt động của ma quỷ mà tổ chức chúng ta học là gì? Gây nghiện. Trong cái lĩnh vực này, tức là trong cái lĩnh vực ăn uống hay là cái bụng của mình, anh chị em có nhìn thấy cái dấu hiệu gì về cái hoạt động của ma quỷ trong đời sống mình không? Ai để biết? Cuối cùng, thân thể của chúng ta, cái lĩnh vực cuối cùng hay là cái nguồn chiến thuật cuối cùng đối với ma quỷ đó là cái thân thể của chúng ta. Chúng ta xem là Luca 4 câu 40 đến câu 41. Khi mặt trời lặn, người ta đem những người mắc đủ các chứng bệnh đến với Ngài, đó là Đức Chúa Giêsu. Ngài đặt tay lên từng người và chữa lành cho họ. Các quỷ cũng ra khỏi nhiều người và la lớn: Ngài là con Đức Chúa Trời. Rõ ràng là có nhiều người bị bệnh do ma quỷ gây ra, đúng không ạ? Cũng có người là bị bệnh hoàn toàn là do thể lý, nhưng mà phần lớn bệnh tật đó là do ma quỷ nó gây ra. Đối với Chúa Giêsu thì Ngài không có gặp khó khăn gì trong cái việc phân biệt đâu là bệnh do tà ma và đâu là bệnh do cái nguyên nhân tự nhiên. Nhưng mà đối với tôi và anh em thì mình gặp khó khăn. Tại sao? Vì vì cái sự hiểu biết của mình nó có giới hạn. Đây là cái nguyên nhân thứ nhất mà tôi và anh em cần phải học lệ thuộc nơi Đức Thánh Linh để mà chẩn đoán rồi chữa trị, kể cả chữa bệnh lẫn là đuổi quỷ. Giống như Chúa Giêsu, mặc dù Chúa Giêsu mà cũng phải lệ thuộc nơi Đức Thánh Linh, thì tôi và anh em là càng phải học, không có cách khác. Cho nên nhiều người là trông đợi là tới cái phần thực hành ông mục sư cũng đưa là bước 1, bước 2, bước 3 vậy các mình cứ áp dụng cái phương pháp. No, không có một cái loại đó đâu, không có cái kiểu mà một cái ba rem vậy là cứ thể áp theo đó mà làm. Tôi và anh em phải học biết nương dựa lên Đức Thánh Linh, bởi vì mỗi một cái ca mà bị quỷ ám nó nhiễm á, mỗi một cái ca mà nhiễm tà là nó khác nhau. Trước hết là Chúa phải giải phóng mình trước. Giải phóng gì anh em? Giải phóng khỏi cái việc là nương dựa nơi xác thịt. Nếu mà tôi làm, tôi có sẵn, nếu mà Chúa cho phép cái chuyện mà làm sẵn có bước A, B, C, D mà rồi người ta cứ áp dụng theo cái khuôn mẫu đó đó, thì người ta sẽ nương dựa nơi xác thịt. Dù là cái kinh nghiệm của cá nhân mình hay của ai nữa, cái điều đó không có đẹp lòng Chúa đâu. Đó không phải cách. Cho nên Chúa muốn tôi và em được tự do khỏi cái xác thịt đó, tức là tự do không có nương dựa nơi xác thịt mà chỉ nương dựa nơi Đức Thánh Linh mà thôi. Cho nên đừng bao giờ anh em nghĩ là học với ông mục sư này, học ông mục sư kia là có nghĩa là mình nghiễm nhiên mà mình ra. No, anh em phải áp dụng. Anh em phải áp dụng bằng cái bài học gì? Bài học đầu phục Chúa, học lệ thuộc Chúa. Những cái gì mà tôi hướng dẫn anh em chỉ là giúp anh em lập nền đức tin ở trên những cái nền tảng lời Chúa thôi. Còn khi anh em vận hành, tức là thực hành, anh em phải lệ thuộc nơi Đức Thánh Linh. Chứ anh em không phải lệ thuộc nơi công thức, không phải lệ thuộc nơi những cái kinh nghiệm mà chúng tôi trải qua. Cái đó nó chỉ hỗ trợ anh em phần nào, chứ còn cái chuyện mà mỗi một ca là một cái trường hợp khác. Có thể là cùng một cái linh mà gọi là đồng tính, nhưng mà mỗi ca là một khác. Không có ca nào giống ca nào. Anh em phải vừa cầu về những với Chúa, phải lắng nghe là Chúa ở trong cái trường hợp này là sử dụng cái câu kinh thánh nào để chiến đấu, sử dụng cái câu kinh thánh nào để chém cái thằng này, ví dụ như vậy. Chứ còn không phải cái nào nó cũng giống cái nào đâu. Cho nên nhiều khi không biết là cứ mình hốt hết. Thì tôi đã gặp những cái trường hợp ở tầng kỳ đầu mà chúng tôi cầu nguyện giải cứu, đâu có biết gì đâu. Thấy người ta mỗi một bị bị lầm trước, mình cầu nguyện rồi mình hát cái bài mà trong nhân Chúa Giêsu gì nhân nhân Chúa Giêsu, nhân nhân Chúa Giêsu, thờ buồn đắc thân không thôi, là cái lần sau rồi cứ tới gặp cái đầu dùng hát cái bài đó. Lần trước thì hát thì đúng là nó đi thiệt, mà lần này hát chết luôn, không có thấy gì hết, không có theo. Nhiều khi mình cũng có chuyện gì sai. Ủa sao ông sư cũng dạy vậy mà sao bây giờ mình nói vậy? Chúa muốn anh em lệ thuộc nơi Chúa. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 đó anh xem, sứ đồ Phao-lô có liệt kê là chín ân tứ Thánh Linh được sẵn dành cho con dân Chúa, và hai trong số đó là rất là hữu ích trong cái công tác giải cứu và chữa lành.
đó là cái ân tứ là tri thức và cái ân tứ phân biệt các linh. Ở trong Cô Tô Nhất phần 12 câu 8 câu 10 thì nói là do cùng một đức thánh linh, người khác nhận được lời nói tri thức, người thì được phân biệt các thần linh. À, cho nên để mà nhận biết đâu đâu là bệnh do cái nguyên nhân tự nhiên, đâu là bệnh do cái nguyên nhân tà ma đó, là tôi và anh em chỉ có học lệ thuộc lên đức thánh linh rồi. Anh em hãy cầu nguyện xin Chúa cho mình cái ân tứ phân biệt các linh và cái ân tứ là tri thức. Tức là mình khi mình chuẩn bị tiến tới cái mình cầu nguyện như vậy, thì tự nhiên nếu mà linh cái lần tri thức ấy xuất hiện, thường nó sẽ ở dạng này ung thư, tức là chỉ có một cái từ đột ngột vậy đó, đồng tính, cay đắng, thí dụ như vậy, đó là những cái đó là linh đó, cái tên của cái thằng đó. Thì tự nhiên là khi mình đến thì những cái lập cái âm tứ mà lần tri thức nó bằng hành, nó sẽ cho mình những cái từ rất là ngắn gọn, tức là cái tên của cái thằng đó. Khi đó thì mình chỉ cứ nhân Chúa là mình làm nhẹ vô cùng. Còn nếu mà anh em hỏi mày tên gì thì nó cũng nói, nhưng mình đừng có quên nó là cha của kẻ nói dối, tức gọi là dối mà cố luôn á. Cho nên nhiều khi nó nói vậy đó, nhưng mà mình nghe đang là mày lắm á. Xin Chúa cho tôi và anh em nhận được điều đó. Còn nếu mà anh em vận hành trong cái ân tứ phân biệt các linh thì càng dễ hơn. Cho nên đây là hai cái ân tứ mà rất là hữu dụng ở trong cái việc giải cứu. Hãy cầu nguyện với Chúa, hãy cầu nguyện với Chúa, Chúa sẽ rót nước trên kẻ khác. Cho nên nhiều khi anh em cứ cầu và xin ra ân tứ tùm lum thứ mà mình không có thực hành. Cái ân tứ chỉ nhằm mục đích là để giúp tôi và trang bị cho mình để làm việc, mà mình không làm việc thì xin trí và không bao giờ nó xuất hiện. Ví dụ như trong cái trường hợp mà cái chức vụ Chúa Giêsu chúng ta thấy đó, ví dụ như lúc nãy tôi cũng nói đó, cái người phụ nữ bị gù lưng ở trong Luca đoạn 13 câu 11 đến câu 16 đó, thì sao? Về phương diện tự nhiên mình nhìn vào là cứ nghĩ bà này là tật nguyền thôi, chỉ là cái nguyên nhân gọi là tự nhiên thể lý bình thường thôi. Nhưng mà Chúa bảo gì? Bà này bị quỷ vương cầm buộc 18 năm. Cái đó là ân tứ đó anh chị. Cái đó là ân tứ thánh linh vận hành. Rồi hay như trong trường hợp ở trong Mác quận 9 câu 17 đến câu 19 á, nên câu 19 á là cái thằng bé nó bị kinh phong á. Thì rõ ràng là nó đang co giật, nó trầu một mét á, thì mình nghĩ là kinh phong hay là phong xù á, đúng không? Nó có cái dấu hiệu đó. Nhưng mà khi xử lý á, thì Chúa xử lý linh câm và điếc. Và sau khi hai cái con quỷ này bị đuổi đi đâu thì sao? Thằng nhỏ được lành. Cho nên ấy, có nhiều người bị bệnh là do nguyên nhân tự nhiên, nhưng mà thường á anh chị, hầu hết các loại bệnh này nó có dính tới quỷ. Nhưng mà không phải cứ bị quỷ, cái bệnh mà nó do nguyên nhân là tà ma là nó có biểu hiện gì rùng rợn đâu nha. Có nhiều khi mình không có thấy biểu hiện gì rùng rợn á, giống như đi khám bác sĩ thì tự nhiên thấy có khối u thì không, tức là nó không có một cái gì mà gọi là siêu nhiên hay là thiên liêng, nó rất là tự nhiên, nó không có bài tỏ gì mà siêu nhiên. Nhưng quỷ là quỷ hả? Cho nên xin Chúa cho tôi và anh em mà khi đến cầu nguyện đó, anh em để ý Chúa Giêsu là đầu tiên là Chúa có phải giải cứu đâu. Người ta đến tập trung là Chúa cầu nguyện chữa bệnh, nhưng trong khi cầu nguyện chữa bệnh đó là nó quỷ nó sẽ xuất hiện, hoặc là Chúa sẽ trục xuất nó, tức là với cái ân tứ vận hành, ân tứ thánh linh đó, hành động đó, là Chúa sẽ đuổi một số quỷ, tức là sẽ có nó lộ ra một số là bị bệnh mà vì tà, chứ không cái loại đó thực sự nó dễ vô cùng. Nếu mà người ta bị bệnh mà bị tà đó, nguyên nhân tà ma ra làm dễ nên đuổi là sao? Nhưng mà nếu mà bệnh mà bệnh thể lý á, là nó thì khác rồi. Cho nên có những cái mà tôi và anh em không cần phải làm nhiều nếu mà họ bị tà, kể cả dù là ung thư hay là bất cứ cái gì, thì theo như sự bày tỏ của Kinh Thánh đó, thì rõ ràng là câm nè, điếc nè, đuôi mù nè, kinh phong nè, xương khớp là do mà quỷ nó gây. Tôi bây giờ vẫn cứ tiếc là cái đợi của ngoài Phú Thọ cái thằng bé kia, mà nếu mà lúc đó mà tôi hiểu được hết mọi vấn đề là tôi sẽ đuổi linh chứ tôi ra không có không bị chữa lành. Một điều mà anh chị em cần phải nhớ luôn là chỉ có Đức Thánh Linh đó mới biết chính xác là cái bệnh đó là do nguyên nhân tự nhiên hay là do ma quỷ. Cho nên đừng bao giờ mà anh em tách biệt
khỏi cái sự vận hành của Đức Thánh Linh. Lúc đó là cái lúc anh khi mà anh em cầu nguyện chữa bệnh với lại giải cứu người ta, là cái anten của anh em nó là phải mở hết cỡ, tức là luôn ở cái chế độ là nhận cuộc gọi liên tục. Chứ nếu mà anh em muốn thành công, tức là cái độ mà nghe tiếng Chúa, tức là anh em phải nhạy với cái sự hướng dẫn. Mà trong cái việc mà hướng dẫn á, cái tức là làm theo hướng dẫn của Chúa đó, là anh em phải có lời. Có thể những cái lần đầu tiên anh em nghe không có chuẩn, nhưng mà anh em phải dạng dĩ nói ra. Có những lúc Chúa thúc giục ở trong lòng anh em là anh em cảm nhận ở trong lòng thánh, vì nhờ thánh mình là đang đồng hành theo kiểu đó. Nên nhiều khi tôi biết là có nhiều anh em cảm nhận được gì đó, nhưng mà anh em không dám nói. Xin lỗi, lần thứ nhất không nói, lần thứ hai nói đừng có mong mà có nghe gì. Có thể ban đầu anh em nghe nó không có rõ, nhiều có thể anh em mà Chúa tỏ là có một ai đó đau cái vai phải, nhưng mà anh em nghe sao nó nhầm thành vai trái. Thì cái lúc mà mình nói ra đó, mình nó sẽ nói, bởi vì mình biết là mình mới mà. Anh em có thể nói như này: tôi có cảm nhận là có một người đau cái vai, đừng nói phải trái gì cho nha. Để gì? Khi mà người ta nhận ra đó, thì anh em sẽ kiểm chứng là bất cái đầu tiên mình nghe là phải đó đó. Mình nghe là cái vai phải này nè, mà mình không dám nói về phải về trái, mình nói cả cái vai thôi á. Thì khi mà người ta nói là tôi bị đau vai phải thì anh em biết rồi. Thì đó là cái chuyện mà xác chứng mình. Còn nếu mà anh em tới lần thứ hai mà Chúa tỏ bài mà anh em không nói đó, đừng có mong có lần thứ ba. Cho đến khi mà anh em phải ăn năn về cái sự không vâng lời của mình, thì cái khả năng nó mới phục hồi trở lại. Nên tôi khích lại anh xem, đừng có phụ lòng tin cậy của Chúa. Hãy sử dụng, thì mỗi một ngày đấy, cái khả năng nghe của anh em nó mới bé nhạy hơn. Mà nếu mà khả năng nghe bé nhạy thì anh em mới có thể đi ra cầu nguyện chữa lành, cầu nguyện giải cứu cho người khác. Bởi vì nếu mà giống như mình đi đánh trận mà cái liên lạc với bộ chỉ huy mà mình không có khói gì nữa, là cái đó là thua nhiều hơn thắng. Bởi vì mình cũng người trận mắt thịt, mình đâu biết gì cả đó đâu. Tất nhiên mình đã học là mình biết có những cái hoạt động của nó như này như này như này, nhưng mà đừng có bao giờ quên là cái bản chất của cái thằng đó là dối, nó đủ trò hết á. Cho nên là chỉ có Chúa Thánh Linh thời mới biết đó. Chỉ có khi đó đó, giống như mà phim tàu có cái kiểu mà gọi là cái kiến chiếu yêu gì đó đó, chỉ có Chúa mà tỏ mình biết chính xác nó lần nào vậy đó. Cho nên là tôi và anh em cũng cần phải ghi nhớ này, lệ thuộc Chúa Thánh Linh. Ngoài ra khi cầu nguyện mà giải cứu đó, tôi và anh em cũng phải giúp cho cái người mà được cầu nguyện nha, mình phải giúp cho họ này, họ phải sẵn lòng chống lại ma quỷ mới được. Chứ nếu mà bởi vì ngày hôm nay đó tôi nói với anh em là nhiều người họ chỉ trông đợi, họ được giải cứu là chỉ nhờ vào cái lời cầu nguyện của ông mục sư thôi. Tức là họ đến, họ bước lên, họ có nhu cầu gì cầu nguyện giải cứu, là họ cứ đứng sẵn sàng, họ cứ nghĩ là bởi cái lời cầu nguyện của ông, một mình lời cầu nguyện ông là. Nếu anh em đi ra mà họ cứ dựa anh em thì nó sẽ có hai cái chết. Cái chết thứ nhất á, là họ ngửa trong lên trên Chúa, hoặc là họ tin rằng là anh em là cái công cụ mà Chúa dùng, nhưng mà họ rất là thụ động, được thôi. Không, tôi và anh em á cần phải giúp, là cần phải hướng dẫn họ, là cần phải nói với họ rằng là anh hay chỉ là phải chủ động chống lại ma quỷ, anh phải hiệp tán với tôi mới được, chứ còn nếu một mình tôi là không có được. Tôi nói với anh em này, cứ lấy là mình phải giải thích gì. Tôi cầu nguyện giải cứu cho anh thì gặp trường hợp đó là ông tôi giải cầu nguyện anh, thì anh phải nhớ là có thể là ma quỷ nó quậy à, tức là nó nổi lên, nó chống trả, nó quậy phá trước khi nó xuất á, nó có quậy á. Thì bây giờ mình mới hỏi anh, tôi có ghi trong nhận bài này, là anh chỉ có sẵn sàng vì chính mình mà chống cự lại nó không? Nếu mà anh sẵn sàng ấy, thì tôi sẽ chiến đấu cùng với anh và chắc chắn là mình sẽ thắng. Chứ còn nếu mà anh không có sẵn sàng á, tôi không có chiến đấu mình này đâu. Không phải là một mình tôi và anh em không thể đuổi được, nhưng mà nếu họ không muốn rồi á, tức là họ không có hiện tái của mình á, họ không có can đảm mà đứng vô để chống lại á, thì mình có đuổi rầu đi nữa sớm muộn gì nó quay lại. Mà một khi nó quay lại thì sao? Nó không phải đi một mình, nó thèm
7 lần nữa. Đây là lý do mà Chúa Giêsu nói ở trong Giăng đoạn 5 câu 14 khi Chúa chữa lành những cái người đó, người bệnh này. Sau đó Đức Chúa Giêsu gặp người này trong đền thờ thì nói với anh ta: "Này, ngươi đã được lành bệnh rồi, đừng phạm tội nữa, e có điều gì xấu hơn xảy đến cho ngươi chăng?" Chữa bệnh cũng vậy mà giải cứu cũng vậy đó nè. Nếu mà cái người đó đó, cái người mà được cầu nguyện á, mà họ không có được kích hoạt đức tin của họ, họ không có tự nguyện, họ không có sẵn sàng mà chống trả lại vì chính họ nè, chống trả lại ma quỷ, tôi nói là nè, họ không có giữ được. Nếu mà có được, tức là họ có nhận được sự chữa lành, họ có nhận được sự giải cứu nữa, họ không có giữ được. Đó là lý do mà như tôi nói lúc đầu đó, rõ ràng là họ đi xe tăng đến được đi khỏe re vậy đó, nhưng mà ngày hôm sau bị lại là không có thụ động. Họ nghĩ là chỉ có một sư hay là ai đó đó mới có cái ơn đó thôi mới có thể chống trả ma quỷ thôi, chứ còn họ là giống như là thiền đầy vậy đó, cái họ chỉ có nhiệm vụ là nằm ngửa rồi có ai đổ vậy thôi à. Không, chúng ta phải giúp đỡ họ nhận biết được. Cho nên tôi nói với anh em này, nó có cái hiện tượng là khi mà cầu nguyện giải cứu hay là chữa bệnh này, sau đó là thường nó tái xuất hiện cái triệu chứng cũ. Đó chắc chắn là đến triệu chứng giả, nó đến từ cái linh người là dối, nhằm gì, nhằm trộm mất hay là cổ mất cái phần phước, cái sự chữa lành, cái sự giải cứu mà Chúa Trời đã ban cho anh chị. Cho nên có rất là nhiều người ví dụ như là què bại đó, đi cái cầu nguyện đi được rồi nó lành, về nhà ngủ sáng sau tự nhiên thấy nó tê mình đó là. Nếu mà tôi anh em không dạy họ là chiếm cự lại nha, họ nó chết chạy rồi, nó quay trở lại nó quýnh ngựa rồi, là nó bại liệt lại luôn, bởi vì họ tiếp nhận cái ý tưởng cái triệu chứng giả của cái linh lừa dối đó. Cho nên chính anh em vậy đó, ví dụ như là về thủ dâm hay là đồng tính hay bất cứ cái gì mà khi đã được cầu nguyện giải cứu rồi đúng không, nhớ là nó không có sẵn sàng, nó buông tha ra, nó không có chấp nhận, nó bị đóng cổ đi rồi, nhưng mà nó sẽ quay trở lại. Anh em nhớ ma quỷ mà nó cắm giữa Chúa xuống, nó quần đi quần lại mấy lần á mà nó không có là mần ăn gì được là nó mới bỏ đi luôn, chứ còn không là nó. Cho nên đừng có bao giờ mà anh em nghĩ là ông sư cầu nguyện giải cứu rồi tự do ô nhảy múa tưng bừng là đúng là xong lúc đó rồi. Nhưng mà cái còn phải xem cái bức tường phòng thủ bên trong anh em nó được xây lên tới đâu. Nếu anh em không sẵn sàng mà cầm khiên, cầm cái tay mà đứng lên để lòng á, bởi vì trong khi còn nhiều người khác cầu thai, nếu anh em không tự bảo vệ chính mình được, không có cách gì mà anh em giữ được cái gì mà Chúa Trời bỏ đâu. Cho nên có rất là nhiều người cứ lúc nào cũng mời mấy ông mục sư được ơn, đúng không, mục sư ông tới ông cầu nguyện thì giải cứu liền, nhưng sau đó bị lại cứ vô ra mà cái lần sau nó mạnh hơn, bởi vì cứ mỗi lần thêm bảy ông đó là nhức nhối rồi. Cho nên tôi muốn anh chị để ý này, hãy đứng vững ở trên đức tin. Tại vì cái đức tin mà nó có lời hứa của Chúa đó, chống trả lại từ khước nó không có chấp nhận cái đó. Ví dụ như nó xuất hiện những cái triệu chứng là mình nói gì, bậy nha, tao không có chấp nhận, ai cho phép. Tức là mình phải kháng cự lại, mình phải dạy người ta kháng cự lại chứ đừng có được rồi. Nhưng mà nó thấm được, tức là tự nhiên mình giống như mình thụ động em rồi, bây giờ muốn quánh cái lưng thì tôi đưa cho nó, tôi quánh, tức là mình lấy nó đánh đâu mình đưa đâu, mình lấy cái đó mình đỡ, không phải tính tự nhiên mình nó trời nó thở được thì cái đó là nó tấn vô luôn. Mình vừa thấy nó có dấu hiệu nó trở lại, mình nói gì, đâu đây, nó giống y như chó, nó giống y như chó. Tôi nói với anh em mạnh dạng quất nó, tức là anh em biết mình có uy quyền là nó sẽ, còn nếu không nó dọa dẫm anh em đủ cái kiểu và anh em bị mặc bộ. Ở đây anh em giao cơ 4 câu 7 là một cái lời nhắc nhở tôi và anh em hãy thuận phục Đức Chúa Trời, tức là thuận phục Đức Chúa Trời có nghĩa gì trong trường hợp này, tin cậy nơi lời Chúa. Chúa nói vậy mình tin vậy, Chúa nói rằng là ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu, Chúa nói là mình có quyền để giày đạp rắn buộc cạp cùng mọi quyền cản nghịch dưới chân, Chúa nói rằng mình có cái thẩm quyền để trói và mở. Mình mà không cho phép nó vô rồi khi đó mình làm gì, kháng cự ma quỷ thì sao,
nguyên văn của nó là nó sẽ chạy có cờ khỏi anh em, nó đúng nghĩa trong đó là nó sẽ chạy trốn anh em, nó sẽ chạy có cờ khỏi anh em. Để kết thúc này tôi muốn chia sẻ một cái lời chứng ở đây. Có những cái trường hợp anh chị về phương diện bệnh tật, có những cái trường hợp là có những cái trường hợp mà người ta chết mà bác sĩ tìm không ra cái nguyên nhân, tức là chết mà bác sĩ không có tìm ra được một cái nguyên nhân mà xác đáng hết trơn, đó là linh sự chết. Có câu chuyện mình là cái ông mà mục sư đã có cái đứa con khoảng 10 tuổi nhập viện, cùng một lúc đó là có nhiều bệnh gì đó, có bệnh nhiễm gì đó cho nên nhiều đứa trẻ đó mà. Thường là sáng sớm thì họ đến thì được vào thăm, nhưng mà cái hôm đó đến thì coi như là thấy trong cái phòng nó có mười mấy cái giường thì là bác sĩ chẳng thấy không cho vô. Thì cái ông đó, ông mục sư đó, ông lại hỏi cái cô là có chuyện gì. Thì cô nói là bây giờ đang có tình trạng khẩn cấp, có một cái ca nó rất là nặng. Hôm qua thì nói chung là tất cả các em bình thường, tự nhiên các em là bây giờ tự nhiên cái tình trạng nó trở nên là đột ngột chuyển biến xấu. Và sau đó thì bác sĩ nó chạy vào cấp cứu. Thì nhưng mà bác sĩ là cũng làm việc với cha mẹ của đứa đó là có khả năng là không qua khỏi. Thì khi đó một sự động vào cái giường của mà con ông mình gái, thì cái giường một cái thằng bé bên cạnh, thì ông vào đó tự nhiên Chúa tác dụng lòng ông là ông nắm tay và hai vợ chồng hiểu ý và ông nhân danh Chúa cầu nguyện thầm, nhân danh Chúa truyền cho linh sự chết ra khỏi mình. Thằng bé nằm trong tức là cái điện tâm đồ nó đã xuống, phải nó nắp mình cái bắt đầu nó sợ. Thì khi chia sẻ là như này, thì có một vị bác sĩ cũng là con cái Chúa, họ nói là wow, chính cái lời chứng của một sư là giúp cho tụi tôi hiểu được một vấn đề. Bởi vì có những cái trường hợp mà bệnh nhân họ qua đời mà tụi tôi không biết, tức là không có tìm ra một nguyên nhân xác đáng nào mà họ chết hết. Thì bây giờ là cái vị bác sĩ nó bây giờ tôi hiểu đó là những người đó là cũng là nạn nhân của linh sự chết. Trong cái trường hợp đó, trong những cái trường hợp mà anh em thấy người ta bị hạ khấu, tức là đang trong tình trạng hạ khấu, hãy nhân danh Chúa Giêsu vỡ trách chống lại cái linh sự chết tại căn phòng đó. Những cái trường hợp mà người ta bị tai nạn giao thông mà nó mình gặp, tức là cái lúc nguy kịch, nếu mình có nhân dân Chúa gọi cách cái linh sự chết và truyền nó đi ra khỏi khu vực. Bởi vì nhiều khi cái sự cấp cứu của bác sĩ chưa kịp tới thì nó đã giết trước rồi. Cho nên như vậy thì tối hôm nay các câu bạn em sẽ biết là 6 cái lĩnh vực ở trong con người của chúng ta mà ma quỷ luôn tìm cách và nó muốn kiểm soát, nó muốn chiếm giữ để đem cái sự cướp giết và hủy diệt đấy. Cái cảm xúc hay là thái độ của chúng ta là một, tâm trí là hai, miệng lưỡi là ba, tình dục là bốn, cái bụng tức là ăn uống là năm, và cuối cùng là cái thân thể này là sáu. Không ai biết được chúng ta có những cái dấu hiệu nào cả. Anh em hãy tự kiểm tra lại xem có những cái dấu hiệu về cái sự hoạt động của ma quỷ ở trong cái lĩnh vực nào đó của đời sống mình hay không. Nếu có, hãy nhận diện nó, hãy tiếp tục cầu nguyện với Chúa, để rồi chính Chúa chứ không ai khác hơn sẽ chỉ cho tôi và anh em biết lúc nào nó vào như nào, rồi nắm lấy quyền quyền trong danh Chúa mà giải cứu cho chính mình. Tôi và anh em hãy ghi nhớ điều này, rồi bởi vì Chúa sử dụng anh xem để cầu nguyện cho nhiều người khác nữa. Chú chọn tôi và anh em là để làm nhân chứng cho Chúa. Chú chọn tôi và anh em là để làm công việc Chúa Giêsu đã làm. Chúa Giêsu làm gì? Giảng tin lành, chữa lành cho người bệnh và giải cứu những người bị tàn hoàng. Chúa hứa với tôi và anh em là nay ta ở cùng các người luôn cho đến kỳ tận thế. Chúng ta cùng đứng lên, chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa. Vì phòng đại học này chúng ta cũng nhớ cầu nguyện cho nhiều anh chị em của chúng ta, những người đang học qua online. Điều quan trọng là xin Chúa vui lòng sử dụng mỗi một chúng ta. Trước hết Chúa đặt để trong lòng của anh em có một cái khao khát là
được Chúa sử dụng để thực hiện cái sự giải cứu trước hết cho chính mình, cho những người thân trong cái gia đình của mình, cho bạn hữu lân cận của mình. Và ai biết được Chúa sử dụng anh em một cách lớn lao, vượt trội hơn chức vụ của tôi và của nhiều đầy tớ Chúa khác. Anh em ơi, Chúa kỳ vọng nơi chúng ta, Chúa tin cậy nơi anh em, Chúa chọn anh em là để đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Chúa chọn anh em và ban cho anh em những cái dấu lạ, và một trong những cái dấu lạ đó là lấy danh Chúa mà trừ quỷ. Hãy cảm tạ Chúa vì điều này và hãy bắt đầu giản dĩ thực thi cái điều đó trước hết ở trên chính đời sống của mình. Xem thử có cái lĩnh vực nào trong đời sống của anh chị em mà có cái dấu vết hoạt động của ma quỷ chăng? Hãy cậy ơn Chúa mà tống khứ nó ra và cấm cửa nó, không cho phép nó quay trở lại. Vì Chúa chọn anh em là để được tự do, và Chúa đã hiện ra để quỷ phá công việc của ma quỷ rồi. Đừng để cho đời sống anh em, đừng để cho tâm trí anh em, đừng để cho cảm xúc hay thái độ anh em, đừng để cho môi miệng của anh chị em, đừng để cho cái bụng của anh chị em, đừng để cho lĩnh vực tình dục của anh chị em hay là thân thể anh chị em là cái nơi mà ma quỷ trú ngụ và hành hạ. Hallelujah. Chúng ta không chỉ được chuộc về phần tâm linh, nhưng mà kể cả về phần hồn lẫn phần xác của chúng ta cũng đã được chuộc, và chúng ta không cho ma quỷ một cái gen nào, một cái chút nào để nó lưu trú cả. Thân hồn linh của tôi và anh em phải thuộc hoàn toàn về Chúa Giêsu và thật sự được tự do khỏi quyền lực của sự tối tăm. Có như vậy tôi và anh em mới có thể giải cứu những người khác đang bị cầm buộc của họ. Hallelujah. Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Ngài tối hôm nay. Chúng con biết ơn Chúa thật là nhiều vì những cái sự soi tỏ ở trong lòng của Chúa cho chúng con. Xin Thánh Linh của Chúa là Đấng đang ở trong mỗi một chúng con chỉ tỏ cho chúng con nhìn thấy những cái dấu vết nếu có của ma quỷ ở trong đời sống của chúng con hoặc là trong đời sống của những người thân cận chúng con. Ngõ hầu chúng con cậy ơn của Chúa mà làm sạch chúng nó, làm sạch ảnh hưởng của chúng nó, và chúng con không cho phép chúng nó lưu trú ở trong đời sống của chúng con dưới bất kỳ hình thức nào. Chúa Giêsu xin cho chúng con có lòng can đảm dạn dĩ để chúng con có thể cậy ơn của Chúa, để chúng con có thể cậy danh của Chúa mà giải cứu chính chúng con hoặc là những người đang bị tà ma hãm áp ở trong xung quanh chúng con. Chúng con biết ơn Ngài. Xin hành động Chúa Giêsu qua mỗi một chúng con. Xin làm cho danh của Ngài được tôn cao. Xin làm cho cái lẽ thật này được bày tỏ khắp mọi nơi. Và chúng con cầu nguyện cho tất cả anh em con có cái cơ hội học tiếp về lẽ thật này đều có cái lòng ham thích áp dụng một cách thực tiễn. Thế rồi ai nấy mà anh em con chạm đến thì được tự do theo ý muốn của Ngài. Chúng con biết ơn Chúa. Cầu xin Chúa ban phước cho những người xem qua online nữa. Và xin Chúa đặc biệt chúc lòng mạnh mẽ các đầy tớ của Chúa, những người đang trang bày, những người đang hướng dẫn bày chiên của Chúa. Xin Chúa cho các đầy tớ này có lòng khiêm nhu để có thể lĩnh hội được cái lẽ thật này để đem lại tự do cho chính họ và cho bày chiên mà Chúa giao phó cho họ. Chúng con biết ơn Chúa. Con trình dâng chính mình con, hết thảy anh em con trong cái sự bảo vệ của Chúa, trong cái sự hướng dẫn của Chúa, và xin tin dùng mỗi một chúng con để làm cái hiện danh Ngài. Chúng con biết ơn Cha và thành kính hiện chung cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen.